mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ mơ đôi chúng ta không rời, trong cơn say em vội vàng đã lãng quên. Và rồi em đã quay đi, quên đi câu nói ngọt ngào, nhìn cuộc tình ngất ngỡ như là say. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn bao, ngờ rằng em còn đây, nụ hôn trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời. Người ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ, giờ em đang ở đâu lại về đây bên anh. Tình yêu ta thắm lên cho mùa xuân xanh ngời. C1MCET hàng chính hãng nhé, và có EQ nhé các bạn nhé. Cái đàn này thùng rất là mỏng và EQ kết nối ra loa cắm ở đây và không hề phải khoét lỗ đấy. EQ fitment của nó gài trong này các bạn này. Giá của cây đàn này thì là đang là 5,5 triệu đúng không nhỉ? 5,5 triệu và sản phẩm Cordoba chính hãng này. Dây của theo đàn là dây Safarhead nhé các bạn nhé. Dây theo đàn là dây Safarhead, bộ dây dẻo gắn sẵn vào đây. Cái bộ dây Safarhead này thì giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 500 nghìn một bộ dây này rồi. Và một cái đàn Safarhead như thế này, đàn cổ điển như thế này thì rất đáng mua trong cái tầm giá rẻ nhé các bạn nhé. Âm thanh của nó thì như các bạn vừa nghe đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video.